Xin chào mọi người, tối nay em lên tiếp cho mọi người tham khảo giá của con laptop Dell Latitude 7290. Bất kỳ video nào của em cũng đều có báo giá công khai nha mọi người. Sau khi mà báo cái tình trạng của nó xem báo giá. Có ngõ sạc nè, ngõ Type C, USB HDMI, nói chung là các ngõ kết nối là đầy đủ hết. Dòng Dell Latitude thì dòng rất là bền rồi. 7280 này là nó nặng 1,2 kg, nó giống như 7390 vừa rồi vậy đó mọi người. Vỏ là vỏ nhôm nhưng mà được phủ lớp nhung chống trơn trượt. Con này thì nó không có bị dấu sticker gì hết mọi người. Nói chung là cũng tạm ok. Máy cũ mà nhìn nghiêng nghiêng thì nó có cái vết hơi trầy trầy, rất là nhẹ 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 nhẹ. Cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới cái ngoại hình đâu, như vậy là cũng khá là ổn ha. Đây này. Đương nhiên các viền góc thì nó cũng sẽ mòn rất là nhẹ thôi, không đáng kể gì, nẹp nhôm còn khá là ok mọi người, mịn băng luôn. Đây ha, trầy xước sơ sơ đó, rất là khó thấy luôn, tại vì màu đen á, em hay nói là màu đen á dễ nhưng mà là khó là vậy á, tại vì là nhìn thì vậy nhưng mà nhìn nó khó thấy, mà muốn mà nhìn là đẹp ken hết trơn luôn thì nó cũng hơi khó. Màu đen hơi kén một xíu mọi người ha, mà rất là sang trọng, trang trọng tiện. Đây là 7290, lộn 7280 nha mọi người, 7280 và phím có led nè mọi người, có led phím nè. Cái dòng này có led phím ha. Màn hình full HD, đây là cái bản mà option gọi là bản đầy đủ option đó mọi người. Thường thường 7280 á là sẽ không có full HD và không có phím led đâu. Mà đây là có phím led, có màn full HD luôn mọi người. Màn đẹp, không có tì vết, không có lỗi lầm gì hết ha. Đây i5 6300, RAM 8 GB và SSD là 128 GB. Việc là em bấm cho mọi người xem cái độ phân giải màn hình của nó. Đây nè mọi người, 1920 nhân 1080 rồi ha. Đó, màn hình full HD. Đấy, mịn băng à. Mịn, màu sắc thì đẹp. Đeo thì hả quá ok rồi mọi người. Có thể là làm các tác vụ văn phòng, học online, họp rồi gì là ok hết nha mọi người. Có webcam rồi đầy đủ và có thể bật ngửa 360 độ như thế này. Máy là mỏng dánh luôn. Phím còn khá là đẹp. Dù phím đẹp, phím Nhật, phím Nhật dinh nha mọi người. Mà đây mình vẫn tặng cho mọi người tấm dán phím US, là dán y chang luôn mọi người, y chang như đẹp vậy vậy. Nó che những cái ký tự của Nhật á mọi người, và những cái mà ký tự mà không đúng hết thì nó sẽ đại khái là nó che lại, nhìn đỡ rối hơn mọi người ha. Còn là ví dụ như là chữ thì là vẫn đúng phím chin và mình bấm vẫn mềm mượt như vậy. Mình thích gõ kiểu quốc tế thì mình dán và mình gõ mọi người, còn không thì mình bấm kiểu gõ Nhật là y hệt trên phím thôi. Nó rất mấy Nhật nó rất là tiện, rất là tiện ha. Cái góc cạnh rồi là ok nè, bàn rê chuột là mướt mượt. Chỗ này là cái dấu mà sticker trước đây người ta dán á mọi người, bây giờ nhìn nó hơi mờ 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 mờ, nhìn nghiêng nó hơi mờ mờ, hơi tròn tròn chỗ này ha, xíu vậy thôi. Còn hoạt động ok, pin nó là tầm 2 giờ nha mọi người, máy kèm sạc zin nhẹ có 1,2 kg và mình báo giá cho mọi người giá chỉ có 4 triệu thôi. Con máy là khá là ok luôn, được cái là full HD rồi lại phím phím led nữa, là bản là option cao tùy theo cái cấu hình ha. Riêng mà màn full HD của những dòng này là mình đã thấy là rất là ok rồi. Rồi máy hoạt động hoàn hảo, pin tầm 2 giờ, ai chốt thì inbox mình, mọi người cọc 1 triệu mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó mà máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người, máy là zin nguyên bản 100% nha mọi người. Nhà mình là bán máy là bao zin. Mọi người không phải lo về cái chất lượng máy đâu. Nhưng mà mọi người mình có công khai giá để mọi người có thể tham khảo. Mình đừng có bị nhầm lẫn giữa hàng sửa chữa hoặc là hàng đã bị thay vỏ hay này kia rồi. Cứ đúng zin như vậy là mọi người tìm những cái nơi gần nhất mọi người mua là rất là ok luôn. Đó, mình vừa báo giá mọi người cảm thấy mọi người tham khảo giá xem video cho vui. Còn mọi người ai mà quý mình á, tin tưởng chỗ mình á thì mọi người mua hàng cho mình là phải cọc cho mình 1 triệu ha. 1 triệu thì mình mới ship hàng mọi người. Đó. Rồi ra ngoài đó mọi người kiểm tra hàng thanh toán rồi số còn lại cho bưu điện thôi, như vậy ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.